再问，看看。Where are you from? Live here. Live here? You're fitting me? Yeah. You work here? Yeah, I'm living here. I'm still student. You're? Still student. Student? Yeah. What are you studying? Studying business English. Business and English? Yeah.Bọn này là bán bánh anh bánh gì sao giấy gì mà sao ra nhiều giấy thế nhỉ? Kinh quá, không hiểu sao cả một đống giấy này ở đâu ra nhỉ? Anh không biết tại sao luôn, không biết anh vừa mua cái bánh này ở đâu thì không biết tại sao nó lại có cái loại này, chịu vãi. Thấy không, em sinh này sao ngồi đây một mình không sợ nó bắt đi mất à? Hả? Ngày em đến thế giới ngọt ngào khiến lòng này phiêu dao. Chỗ này hơi đông người, chỗ này mà vắng là anh bắt rồi đấy. Thầy em luôn, anh căn lúc nào mà đó là ai nhất anh sẽ bắt em luôn. Em tên gì? Em là Ngân Ly. Ngân Ly à? Tên hay đấy. Ngân Ly à? Ngân Ly. Ngân Ly tức là tên em là Ly hay tên em là Ngân và Ly là biệt danh? Ly là biệt danh thôi đi. À ok. Ly à? Hay nhỉ. Em sống ở đây luôn à? Ok rồi. Có thể là anh ngày mai anh có khi anh chuyển nhà ở đây ở đây. Chuyển hộ khẩu ở Trái Tim luôn. Chuyển hộ khẩu ở Trái Tim luôn. Sao em không ở mà lại đi chuyển hộ khẩu ở Tim? Ở Trái Tim luôn đó. Bình thường ấy anh toàn đi cua thả thính là đầu tiên anh được cảm giác nhận thả thính lại ấy, anh cảm thấy nó hơi khác.